Lại xem video của bố à? Lại thấy nhớ bố à? Xem tí sẽ thấy nhớ. Lúc này bố đang ở bệnh viện đấy. Thôi, đi ngủ đi. Xem nốt đã. Ngon lắm bố. Thấy không? Ngon lắm. Ngon thế nào vậy? Ngon chịu rồi. Thấy khỏe ra không? Cái nước đấy thì là nước Fukumi. Thế nữa, nằm con cái mà nằm nghe, nằm cũng dậy. Bác sĩ, để cho bác sĩ người ta kiểm tra. Đây là con đưa bố này làm tiếp tục. Để làm gì? Cho về phụ nữ cho xem. Sức khỏe tốt. So với tuổi 84 ấy, mình đã 74, mình khỏe hơn người 84. Xem họ xem mình chấp khỏe mình của mình thế nào. Này họ bảo chỉ sống được khoảng 20 năm nữa thôi. Có được một cái sống thế không? Mình không biết được. Sao không biết? Mình xe tay, con xe tay nè. Em bao nhiêu sống, bao nhiêu năm nữa nha. Sống đến lúc chết thì thôi. Hả? Hát phải nói lên lúc chết. Lên lúc chết thì thôi. Đúng, sống đến lúc chết thì thôi, thỏa. Ở đây thì họ nói bố thế nào? Ở đây á? 20 năm nữa. Sống 20 năm nữa nhé. Có được không bố? Không biết. Đến năm nay con bao nhiêu tuổi? Năm nay con bao nhiêu tuổi? Bố không nhớ, con năm nay bằng. Con sinh năm 84. Năm nay là 2024, vậy thì bao nhiêu tuổi? Bố không nhớ rõ là từ cho đi bao nhiêu. 40. Bỏ tay này xuống. Bạn có biết làm gì? Bây giờ nằm ở viện là muốn chữa khỏi nhanh, không được quận nhé. Không được gì? Không được quậy, không được ngọ nguậy, không được đòi xuống giường, phải làm một chỗ thì bác sĩ mới chữa bệnh cho được. Này là huyết áp cao đấy. Đây là xem ở đây xong rồi, con mang bố. Để làm gì? Xem của con. Em muốn sống được bao nhiêu năm nữa? Sống đến lúc chết thì thôi. Hát chẳng biết là em đến lúc chết thì thôi. Ủa? Bố biết đấy. Bố có thằng con nuôi nào không? Không. Biết. Việt. Việt nó không phải con nuôi, nó con đẻ của bố. Hưng. Hưng nó là con đẻ của bố. Vương. Vương nó không phải là con nuôi, nó là con đẻ. Thế con? Con không phải là con nuôi, con là con đẻ của bố. Thế á? Sao trước kia bố lại bảo nó không phải? Đấy là bố nó nói đùa thôi. Con là con đẻ của bố chứ. Thế con mấy bà của bố không? Đấy, tính sao không nói ở đây? Nói được, cứ nói thử xem còn nhớ không? Ai lấy bà?
Tôi không nói cái để bạn nữa. Nói được mà. Không nói cái. Cô không tin nói. Không. Nha, không nói cái. Rồi. Thế anh Việt con là con đẻ à? Việt nó cũng là con nuôi thôi. Vừa bảo con đẻ sắp mà. Ai đấy? Nhà mày đấy. Bố có sợ vợ không? Bố có sợ vợ không? Không sợ vợ sao mày phải đi làm việc? Mẹ mình thích cho bố đi làm việc nhanh. Chứ bố sống đến bao giờ thì chết. Sống đến lúc chết thì thôi. Đang nói chuyện mình ngã. Nay cho bố về nhà con chứ. Xa đấy. Mẹ vừa về nhà anh Việt thì sao có chỗ. Về nhà anh Việt con ở? Không, về nhà mình. Sao lý do vì sao mà không ở nhà anh Việt con? Nhà Việt nó chả có quy củ gì mà về nhà nó. Về nhà Hưng bé. Không, về nhà Hưng bé. Nhà Phương. Sao? Về nhà con. Cái ngày tháng xem từng năm rồi. Con xem cho bố xem. Đừng bước nào. 20 năm nữa xem rồi. Về nhà mẹ con ở. Nhớ. Về nhà con thôi. Con để em cho bố thế nào. Thọ đến lúc chết. Mẹ con bảo là thọ đến lúc chết. Ai chả thọ đến lúc chết. Bố có giận gì mẹ con không? Ngày xưa mẹ con có sinh không? Thế thì đừng nói là đừng hỏi bố. Mà sao? Không làm sao nhưng mà cũng đừng hỏi món nữa. Nên mấy đứa con của bố thì đứa nào đẹp trai nhất? Đẹp trai nhất là chỉ có mày. Bố Phương. Đứa nào bố thích nhất? Con bố thích nhất. Sao bố thích Hưng? Hưng, bố cũng quý nó. Nhưng mà bố ba nó mới làm bố. Dối trí là bố. Thế thì giả bạn nhớ đấy. Làm cho bố bố tất là nó. Nó bảo là tại sao là bố tất. Nó cứ đòi về. À. Bố bố không nói muốn là con về. Với bố. Ừ. Bố nó tự nó ra đâu. Thế là bố tất. Thế là bố tất. Bố không nhận nó là con rồi. Nó vẫn nhận nó nhiều. Không tất nó một mũi. Bây giờ hết chưa? Hết tất rồi. Thế Việt, bố suy nghĩ thế nào về con Việt? Việt nó chỉ đến một nốt thôi trong luôn mà. Bố có quý không? Có, vẫn quý nó. Nhưng mà vẫn quý nhất là anh. Thế? Con có cái gì mà quý? Hả? À? Bố quý con là cái điểm gì? Hôm nay chia sẻ thử xem, hôm nay quý con là cái điều gì? Ăn tùng nói phép. Không. Đấy dám đâu. Không nói cái. Cái nào, quý cái nào? Bố quý con là cái là an thần, nói thả. Không nói điêm pha. Không nói xấu gì cho bố. Thế thế nha. Ngủ ở đây á? Con đi ngủ mà. Con ngủ ở đây đấy. Thế nào giờ thì bố được về? À, bác sĩ họ khám rồi, tí họ xem kết quả thì có về được hay không thì về.
Nhưng mà trong thời gian ở lại là phải nằm nằm ngoan, bác sĩ mới cho về. Ngoan thì em bé trong bệnh án người ta ghi là em bé bố đó, nhưng mà không biết con ngủ được không. À không ngủ thì nằm ít thư giãn, đi massage nhé. Tại sao mà phải đưa bố về? Nhắm mắt lại à, nằm im nhá. Mày bố có buồn không? Không. Có vui không? Vui thì phải cười chứ, vui chả cười. Không cười không cười. Thế bây giờ phải làm mới cười được. Anh biết, tắt đi người không có. Tắt đi người không có. Thế bố cảnh, thế bố xe. Còn lên xe về nhà mẹ. Về nhà mẹ con. Về nhà con chứ. Bố không thích về nhà vợ bố ạ. Vợ bố đẹp thế này cơ mà. Về nhà con. Về nhà con thì làm gì? Con nấu cháo cho bố ăn. Nấu cháo này, nói chuyện này. Có cả khán giả không? Không cần gặp khán giả được. Chán khán giả. Nha. Xem nhiều không? Chán rồi. Thế á? Khán giả xem nhiều chán rồi á? Giờ làm nào? Về đấy thì nói chuyện vui thôi. Nhưng phải cười một tí, một cười cười ra nào. Nói chuyện vui rồi, cười thôi. Không, bây giờ cười thử ra nào. Thôi, không nói chuyện cười nữa. Sao bố trước mà bảo con là cái thằng hợp? Thế là bố cũng muốn thực tế để con cười thôi. Ai là con cái 40 tuổi cứ mắc nó là cái thằng hợp. Ngủ nhá, nằm im một tí ngủ. Nhắm mắt là lúc đó. Bây giờ về con. Con bế bố lên xe nhá. Rồi, bây giờ nhắm mắt vào ngủ. Rồi, rồi. Sức khỏe vậy, không bao giờ mời được bạn.